hoàng đế Beckenbauer, thiên tài độc trận đấu, triết gia vĩ đại của bóng đá Đức. Bóng đá đã phát triển một chặng đường dài và mỗi thời kỳ đều mang một dấu ấn riêng biệt. Sắc màu chung của bóng đá thế kỷ 20 chính là những cái tên mang tính biểu tượng gắn liền với đội tuyển quốc gia. Và nếu Anh có Sir Bobby Charlton, Brazil có vua Pele, thì Tây Đức có hoàng đế Franz Beckenbauer, triết gia vĩ đại của bóng đá Đức. Cái tát trên sân bóng và ngã rẽ của số phận. Franz Beckenbauer sinh ngày 11 tháng 9 năm 1945 tại Munich, trong hoàn cảnh nước Đức bị tàn phá sau cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Những người sống cùng với Beckenbauer kể lại rằng, tài năng bóng đá của cậu bé quê vùng Bavarian phát lộ từ khá là sớm. Đúng vào cái năm 1954 khi mới lên 9, Franz Beckenbauer đã được nhận vào đội hình thiếu niên của câu lạc bộ bóng đá nhỏ có tên là SC Munich 1906. Ước mơ lớn nhất của Beckenbauer khi ấy là được gia nhập đội bóng TSV Munich 1860. Đây là một trong hai câu lạc bộ bóng đá lớn của vùng Bavarian. Câu lạc bộ còn lại là Bayern Munich. Thế nhưng trong một trận đấu giữa đội của Beckenbauer với đội trẻ TSV Munich 1860, trong một pha va chạm nảy lửa giữa cầu thủ hai bên, một cầu thủ của TSV Munich 1860 đã giáng cho Beckenbauer một cái bạt tai nảy đâm đóm mắt. Thế là vào năm 1958, khi 14 tuổi, thì thay vì đội bóng mơ ước TSV Munich 1860, Beckenbauer lại xin vào chơi cho đội bóng thiếu niên của Bayern Munich. Đôi khi số phận vẫn thường đưa người ta đi theo những ngã rẽ không thể ngờ như thế. Đó có lẽ là một quyết định may mắn cho Bayern Munich và cho cả Beckenbauer. Từ nhân viên bảo hiểm đến đội tuyển quốc gia. Bóng đá ở Đức sau chiến tranh gặp phải vô vàn khó khăn mà trở ngại lớn nhất là chưa có một giải nhà nghề thực thụ để các đội bóng thi đấu. Việc theo đuổi cái nghề đá bóng quả thật là một điều mạo hiểm lớn đối với những chàng trai ôm ấp mộng trở thành cầu thủ. Chính vì thế mà gia đình Beckenbauer hoàn toàn không muốn cậu con trai của mình đi theo cái nghiệp quần đùi áo số. Mặc dù bố của Beckenbauer, một nhân viên bưu điện và anh trai cũng đã có thời chơi bóng đá, thế nhưng gia đình muốn Beckenbauer có một nghề nghiệp ổn định hơn, đó là lĩnh vực bảo hiểm. Bởi vậy nên chàng trai Beckenbauer mới trở thành một nhân viên giám sát bán hàng của một công ty bảo hiểm Tây Đức. Cuộc đời của Beckenbauer trôi đi một cách nhàm chán và vô vị cho đến tháng 2 năm 1964, lần đầu tiên giải bóng đá nhà nghề hạng nhất Bundesliga của Tây Đức khởi tranh. Bayern Munich vẫn còn nhớ tới chàng trai có biệt tài ghi bàn trong đội hình trẻ của câu lạc bộ và quyết định gọi Beckenbauer trở lại. Vậy là Beckenbauer quyết định từ giã cái chân công chức của hãng bảo hiểm, thay vào đó là những trận đấu bóng. Beckenbauer chính thức bước vào cuộc đời của một cầu thủ nhà nghề với việc ký hợp đồng đá cho Bayern Munich, khi ấy vẫn còn chơi tại giải vô địch hạng 2 Tây Đức. Lúc đó Bayern Munich chỉ là một câu lạc bộ kém cỏi ở Tây Đức và chưa từng bao giờ giành được một vị trí cao nào ở Bundesliga kể từ khi câu lạc bộ thành lập vào năm 1963. Nhưng ngay khi Beckenbauer xuất hiện lần đầu tiên trong vai trò tiền vệ cánh trái, thì câu lạc bộ đã chuyển mình và trở thành một trong những đội hùng mạnh ở Bundesliga lúc bấy giờ. Ngay sau đó, ông được chuyển vào đá tiền vệ giữa và được gọi vào đội tuyển Tây Đức. Trong trận đấu đầu tiên gặp Thụy Điển, Beckenbauer đã thể hiện một bản lĩnh tuyệt vời khi giúp đội tuyển Tây Đức giành chiến thắng 2-1 và lọt vào vòng chung kết World Cup 1966. Trận đấu này đã cho thấy phần nào phẩm chất của một nhà lãnh đạo trong ông. World Cup đầu tiên. Trong trận đầu tiên gặp Thụy Sĩ tại World Cup 1966, Beckenbauer đã nhanh chóng chứng tỏ được tài năng của mình khi đóng góp hai bàn thắng vào chiến thắng 5-0 của đội tuyển Tây Đức. Sau đó thì Tây Đức hòa Argentina không đều và thắng Tây Ban Nha 2-1 để lọt vào vòng tứ kết. Ở trận tứ kết gặp Uruguay, đội tuyển Tây Đức chỉ với 9 cầu thủ đã đè bẹp Uruguay 4-0, trong đó có một bàn thắng của Beckenbauer. Sau đó, tại trận bán kết, Beckenbauer lại một lần nữa đưa đội tuyển Tây Đức tiến vào sâu hơn nhờ cú sút xa bằng chân trái đánh bại thủ môn huyền thoại của Liên Xô, Lev Yashin. Ở trận chung kết, Beckenbauer được giao nhiệm vụ đeo bám chặt cầu thủ xuất sắc nhất của đội tuyển Anh lúc bấy giờ, Bobby Charlton, khiến cầu thủ này không thể làm được gì. Tuy vậy, cú hat-trick xuất sắc của Jeff Hurst đã giúp cho đội tuyển Anh chiến thắng trong một trận chung kết đầy tranh cãi. Đó cũng là khởi nguồn cho những sự kinh địch giữa hai đội tuyển Anh và Đức sau này. Những thành công kế tiếp. Franz Beckenbauer trở về Bayern Munich và cùng đội bóng giành được danh hiệu vô địch vào cuối mùa giải. Tại Bayern thì ông cùng với thủ môn Sepp Maier và tiền đạo Gerd Müller trở thành nỗi khiếp sợ cho bất kỳ đối thủ nào và bộ ba này được gọi với biệt danh là Der Bomber. Với những gì thể hiện thì Franz Beckenbauer được trao chiếc băng thủ quân Bayern Munich vào năm 1968.
Trong nhiệm kỳ làm thủ quân của Hùng Xám, Frank Beckenbauer đã đưa Bayern vào thời kỳ vàng son của câu lạc bộ với 3 đĩa bạc liên tiếp từ năm 1972, cùng với 3 chiếc cúp vô địch UEFA Champions League danh giá song song thời gian đó. Frank Beckenbauer chơi cho Bayern Munich tổng cộng là 439 trận, ghi được 64 bàn. Ông 2 lần được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu và 4 lần được vinh danh cầu thủ xuất sắc nhất của năm. Đó cũng là nguồn cơn của cái tên The Kaiser trong tiếng Đức hay là The Emperor trong tiếng Anh, đều mang nghĩa là hoàng đế. Thi đấu với cánh tay bị băng. Ở trận bán kết giữa hai đội tuyển Ý và Tây Đức ở Mexico 70 là một trong những trận đấu kinh điển và giàu kịch tính bậc nhất ở các vòng chung kết World Cup. Roberto Bonanza đưa Ý dẫn trước 1-0 bằng cú sút ở giây phút thứ 7 của trận đấu. Với lối chơi phòng thủ bậc thầy của người Ý, có vẻ như chừng đó cũng đã đủ để đưa đội tuyển Thiên Thanh vào đến trận chung kết. Những đợt tiến công của Đức gặp phải hàng thủ rắn chắc của Ý đều bị đánh bật ra khỏi khu vực 16m50, đúng vào phút 90 của trận đấu bằng một cú sút cầu may. Karl-Heinz Schnelliger đã gỡ hòa một đều để đưa hai đội vào hai hiệp phụ có thể gọi là kỳ lạ nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Tuy nhiên, khi vừa mới bắt đầu bước vào hiệp phụ thứ nhất thì trong một pha va chạm trên sân, Beckenbauer bị trật khớp vai phải. Thông thường trong những trường hợp như thế, việc cầu thủ phải rời sân thi đấu là điều khó tránh khỏi. Lúc đó, Đức đã hết quyền thay người và trận đấu có một ý nghĩa quá quan trọng nên là Beckenbauer cương quyết không chịu rời sân. Ông yêu cầu bác sĩ bó chặt bên tay phải bị thương của mình ép sát vào thân người, vừa để tránh gây nguy hiểm cho các cầu thủ đối phương khi tranh bóng, vừa để chạy cho dễ dàng. Thế là hơn 70.000 khán giả có mặt trên sân vận động Azteca hôm ấy cùng hàng triệu người ngồi trước màn ảnh truyền hình đã là người chứng kiến một Beckenbauer đầy quả cảm, một bên tay bó sát vào người vẫn di chuyển hầu như không biết mệt mỏi, lăn xả vào chặn đứng những đường bóng tiến công của các chân sút Ý nổi danh, đồng thời tích cực phát động tấn công từ hàng thủ. Năm 1971, Beckenbauer trở thành đội trưởng đội tuyển Đức. Một năm sau đó, tại Euro 72, Tây Đức đã giành chức vô địch sau khi đánh bại Liên Xô 3-0 tại trận chung kết. Và năm đó, Beckenbauer được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất của châu Âu. Biến mọi thứ thành vàng. World Cup 1974 được tổ chức tại Tây Đức. Đội trưởng Beckenbauer lúc này đã rất nổi tiếng ở vị trí Libero. Đội Tây Đức được dự đoán tràn trề hy vọng giành chức vô địch ngay trên sân nhà. Dù vậy, Tây Đức cũng gặp phải một trở ngại đáng gờm, đó là cơn lốc màu da cam Hà Lan với lối đá tổng lực và đội trưởng xuất sắc Johan Cruyff. Trận chung kết World Cup 1974 là cuộc đối đầu của hai cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lúc đó, Beckenbauer và Cruyff. Thế nhưng bắt đầu trận đấu lại cho thấy người Đức không thể cản nổi Cruyff và ông đã kiếm cho Hà Lan một quả penalty vào phút thứ 2 và Nils Gens đã thực hiện thành công quả penalty này. 23 phút sau, Tây Đức cũng gỡ hòa bằng một quả penalty của Breitner. Đến phút 43, Gerd Müller đã ghi bàn thắng quyết định giúp Tây Đức giành chiếc cúp vô địch World Cup 1974. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên tham gia group của nhóm để cùng chia sẻ ý tưởng của bạn nhé. Thông tin chi tiết bên dưới video. Thiên tài đọc trận đấu. Bên cạnh những thành tựu to lớn của Frank Beckenbauer, ông còn để lại cho bóng đá thế giới di sản Libero trứ danh. Ngay trước khi ông chơi ở vị trí hậu vệ trong màu áo Tây Đức, người ta bắt đầu nhận thấy có gì đó không bình thường. Ông là một mắt xích thòng lùi sâu nhất trong hàng phòng ngự, nhưng khi có bóng thì hoàng đế lại dâng cao, di chuyển tìm khoảng trống và chơi như một tiền vệ kiến thiết. Thực tế thì Frank Beckenbauer luôn trở thành người tiên phong trong từng câu bóng, chốt chặn đầu tiên khi tổ chức phòng ngự và người lĩnh sướng của những đợt tấn công. Ở thời điểm đó, điều này nghe có vẻ lạ lùng bởi vì tìm kiếm một cái tên chính xác cho vai trò và nhiệm vụ của hoàng đế quả thật là khó khăn. Lúc thì ông thi đấu như một hậu vệ, lúc thì đá như một tiền vệ và đôi khi trở thành tiền đạo kim luôn khâu ghi bàn. Sự bao quát tự do vượt ra khỏi những khuôn khổ của những vai trò nhất định dẫn đến cái tên Libero trong tiếng Ý nghĩa là tự do, nhằm mô tả những cầu thủ có phong cách chơi không bị bó buộc vào một nhiệm vụ cụ thể nào. Vị trí Libero đòi hỏi cầu thủ phải có khả năng đọc trận đấu siêu việt, thể lực dồi dào, đặc biệt phải là thiên tài từ trong trứng. Sở dĩ Frank Beckenbauer là báu vật bởi vì đã có rất nhiều đội bóng học tập và phát triển theo mô hình Libero của hoàng đế và có rất nhiều huyền thoại khác đã được sinh ra từ vị trí này, đó là Siria, Baresi của Italia hay Lothar Matthäus của Đức, nhưng tất cả đều không thể sánh được với Beckenbauer. Sự nghiệp huấn luyện. Năm 1976, hoàng đế tiếp tục chinh chiến cùng Tây Đức và giành được danh hiệu Á quân châu Âu và ông đã quyết định giã từ sự nghiệp quốc tế một năm sau đó.
Frank Beckenbauer từ giả hùng xám để chuyển sang thi đấu cho New York Cosmos vào năm 1977 và chơi cho đội bóng mới được 4 mùa giải thì ông quay trở lại quê nhà trong màu áo của Hamburger SV và giành được danh hiệu vô địch cuối cùng ở cấp độ câu lạc bộ. Dù sự nghiệp quần đùi áo số của Frank Beckenbauer kết thúc vô cùng thành công, nhưng không vì thế mà ông lại lui về ở ẩn. Được bổ nhiệm làm huấn luyện viên của Tây Đức năm 1984, Frank Beckenbauer đã dẫn dắt đội tuyển vào đến trận chung kết với Argentina năm 1986, nơi mà Maradona đã tạo ra tuyệt phẩm nghệ thuật mang tên Bàn tay của Chúa. Kết quả Tây Đức dừng bước sau khi thua suýt sau Argentina với tỷ số 2-3. Sau khi bức tường Berlin sụp đổ, nước Đức trở thành một khối thống nhất và dĩ nhiên sức mạnh dân tộc trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Năm 1990, Frank Beckenbauer cùng tuyển Đức thống nhất chinh chiến tại Ý và trong trận chung kết họ đã có màn trả thù ngọt ngào với cựu thù Argentina bằng bàn thắng duy nhất của Andreas Brehme trên chấm phạt đền. Chiếc cúp thế giới lần thứ 3 của nước Đức đã đưa Frank Beckenbauer đi vào huyền thoại với tư cách vô địch World Cup trên cương vị huấn luyện viên lẫn cầu thủ. Ông vẫn tiếp tục miệt mài đóng góp công sức của mình cho bóng đá nước nhà khi trở thành phó chủ tịch Bayern Munich trong năm 1994 và làm việc với tư cách cố vấn cho ban giám đốc cho đến khi câu lạc bộ sáp nhập vào một công ty. Năm 1998, ông được bầu làm phó chủ tịch Hiệp hội bóng đá Đức và góp công rất lớn trong việc giúp quê hương trở thành chủ nhà tổ chức World Cup 2006. Năm 2013, tạp chí Bóng đá Thế giới điền tên của Frank Beckenbauer vào danh sách những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Đối với người yêu bóng đá, Frank Beckenbauer đâu chỉ là một tượng đài lịch sử mà ông còn là một triết gia theo góc độ nào đó với câu nói để đời: kẻ mạnh không phải là kẻ chiến thắng mới chính là kẻ mạnh. Trong bóng đá, siêu sao thì rất nhiều, nhưng Beckenbauer là duy nhất. Hoàng đế thích đổi vợ. Beckenbauer có cuộc sống gia đình không mấy yên ả khi trải qua ba đời vợ. Heidi Burmester, người vợ thứ ba của ông vốn là thư ký của ông khi còn làm việc ở Bayern Munich. Frank và Heidi cặp với nhau từ 2002, lúc ông đã yên bề gia thất bên người vợ thứ hai là Sibylle. Đúng theo câu tục ngữ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Heidi làm việc trong vai trò trợ lý của hoàng đế để rồi giữa hai người nảy sinh tình cảm. Beckenbauer sống cùng cô thư ký của mình từ 2002 và phải 2 năm sau ông mới hoàn tất thủ tục ly dị với Sibylle. Năm 2006, tức 4 năm sau khi sống chung, họ quyết định làm lễ cưới. Lễ cưới diễn ra khi chàng Frank đã tròn 60 tuổi và nàng Heidi thì kém 21 tuổi. Mặc dù không còn trẻ nhưng Beckenbauer vẫn rất khỏe và Heidi nhanh chóng sinh cho ông hai người con. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!